nha. Còn giấy hôm nay mình tiến hành đây, mình đang cắt bỏ nhé, cắt bỏ hoa giấy để xử lý ép cho nó ra hoa vào đúng Tết. Xin giới thiệu các bạn nhé, hôm nay là ngày thứ 6 này, 27 tháng 10. Đấy, và ngày 11 tháng 12 năm 2020. Đây là ngày 27 tháng 10 âm nhá. Đấy, tháng 10 âm. Đấy, mình sẽ tiến hành cắt bỏ hoa giấy này. Cắt bỏ hoa giấy để tạo ép cho hoa giấy nó ra hoa một cái đợt mới, nở đúng Tết. Tức là còn 2 tháng nữa. Còn 2 tháng nữa sẽ là Tết. 2 tháng nữa sẽ là Tết. Đấy. Đây hết quyển lịch rồi, hết quyển lịch này chưa, hết quyển lịch mới là hết Tết Dương này này. Đấy. Hết quyển lịch này. Đấy, thấy không? Thế còn 2 tháng nữa là Tết nhá. Mình sẽ tiến hành cắt bỏ cái lứa hoa cũ này. Đấy, để ép ra cái lứa hoa mới. Và để chơi đúng dịp Tết Nguyên Đán luôn. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Video mình quay giải trí, các bạn xem nếu cảm thấy hay thì ấn đăng ký kênh và ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn. Để cắt hoa giấy thì các bạn tìm mua cái kéo cắt chỉ này nhá. Đây này, bóp rất là dễ. Mình trước đây mình cũng mua những cái kéo bấm cành mầm nhưng mà không hay cho lắm. Vì cái này nó bóp vào nó tự đẩy ra, bóp vào tự đẩy ra đây này. Chúng ta bóp. Đấy. Cái này à, cái kéo này là tỉa lá với cả tỉa hoa là rất là dễ luôn, tiện luôn. Đấy. Bấm mầm đấy. Em bấm mầm tuyệt vời luôn. Còn khoảng 2 tháng mấy ngày nữa là Tết Nguyên Đán. Đấy, hoa giấy của mình đây là hoa tím Huế. Hoa này đã nở được hơn 1 tháng rồi. Bông nó đã không được tươi rồi, nó đã màu thậm thậm rồi. Thì này coi như là mình sẽ quyết định là cắt bỏ cái đợt hoa này để mình chăm sóc ép cho cây hoa giấy của mình nó ra hoa Tết Nguyên Đán nhé, để chơi nhé, chơi Tết Nguyên Đán. Đấy, cái quy trình của mình là hôm nay là cuối tháng 10 âm lịch. Đấy, mình sẽ tiến hành
cắt tỉa lại cành và cắt bỏ bông đấy, để đợi bông mới. Đấy, cái cắt này mình không dùng kéo nhé, kéo nó cầm nó ấy á, khó chịu. Mình dùng cái kéo cắt chỉ này của các bác thợ may này, bóp vào nó đẩy ra rất là hay. Cắt thế này cũng sót lắm các bạn, đang hoa đang chơi đẹp mà cả phải cắt bỏ này sót lắm, nhưng mà để có hoa Tết chơi thì bắt buộc phải làm thôi, không còn cách nào khác. Nụ mình cho đi luôn, nụ như là cho đi hết luôn, không có đấy. Để ở trên cao nên mình phải lấy nón mình hứng nhé, trên cao mình phải lấy nón hứng này. Đấy, thấy chưa? Cắt trụi hết luôn nhá. Này. Đấy. Bây giờ việc đầu tiên để ép cái cây hoa giấy ra hoa đúng Tết là phải cắt bỏ cái lứa hoa cũ nhá. Lên hoa cũ đang rất là đẹp nhưng mà phải cắt bỏ.
hoa rất là đẹp nha. Rồi tắt đi. Đấy, sau khi cắt bỏ này các bạn này, cắt bỏ các cái cành này, cắt bỏ những bông hoa này. Đấy, bông hoa đẹp không? Rồi, bao nhiêu này? Úi dồi. Đấy, cắt bỏ hết nhá, cắt bỏ hết hoa luôn, hoa đang đẹp, thế mà phải hy sinh cắt bỏ sót lắm. Đây cái cây của mình này, cái chậu gốc bé ở dưới này là có một cái cây tử. Đấy, cây tử mini. Đấy, thấy không? Rất là đẹp. Mình đang dựng lên đây thôi nhá. Các tay của nó là rất là đẹp rồi đây này. Đấy. Sau này Tết nó sẽ ra bông hoa như thế. Thấy không? Ngọn, còn ngọn. Đấy, đang lên thân này. Đấy nhá. Sau khi mình đã cắt hết hoa rồi. Đấy, mình sẽ tiến hành ép nó để đón một lứa hoa mới vào dịp Tết Nguyên Đán.